Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chơi tựa game chém bóng. Mấy lần trước thì mình có chơi cho anh em xem game này rồi, nhưng mà chơi có lần à. Hôm nay trở lại thì mình đã lợi hại hơn xưa nha anh em. Kiểu như không có còn bị mấy cái pha chết nhảm nữa anh em. Chỉ cần cái quả bóng bay lại là mình có thể phản ứng kịp, đánh bay ngay lập tức. Trừ những cái trường hợp mà do người khác họ sử dụng chiêu thôi, có mấy cái chiêu nó ảo lắm anh em ạ, mình đánh không có kịp đó. Chẳng hạn như là cái pha lúc nãy này, thấy không, cái quả bóng nó bay lên rồi nó rớt xuống thiệt là nhanh, anh em mà không phản ứng kịp là chết ngay. Cái game này nhìn đơn giản vậy thôi nhưng mà chơi rất rất là cuốn luôn. Lần trước mình chơi lần rồi, bây giờ ghiền ghiền chơi tiếp anh em ạ. Lâu lâu vào chơi xả chết khá là thú vị. Tập trung nhìn vào cái quả bóng nha, chỉ cần thấy nó màu đỏ là mình chuẩn bị tinh thần đánh là vừa. Trên sân hiện tại cũng chỉ còn lại 5-6 người thôi, không có nhiều lắm đâu. Ráng sống sót tới cuối cùng nha anh em. Tuy là nói game này bây giờ mình chơi ổn ổn rồi, chứ thật sự là win á thì mình chưa win trận nào luôn. Anh em thấy không trận không? Trong tập lần này để ráng win 1-2 trận cho anh em xem nở mày nở mặt chứ. Phải tập trung hết sức anh em ạ. Đó, anh em thấy chưa, mấy cái pha như thế rất là khó để mình sống được, tại vì họ xài chiêu, họ đánh lệch cái hướng của cái quả bóng, nó bay tới rất là nhanh luôn đó. Nếu mà xa thì anh em còn phản ứng được, chứ gần quá thì khó. Theo mình thấy hiện tại là trên sân còn lại cũng mấy cái người khá là ghê, mình phải cẩn thận hết sức có thể. Nhiều bạn kêu là mình mua tiệt chiêu đi, tiền đâu mà mua anh em. Có cái chiêu lướt lướt này vừa vào game nó cho nè. Đợi tí đi ha, mình có nhiều tiền rồi, mua một cái tiền chiêu chơi cho anh em xem. Cái chiêu cùi cùi cũng được. Đó, mình đang đánh với lại thanh niên kia phải không? Hai người chơi ở bên ngoài, không có tập trung. Cái quả bóng nó bay ra một cái thôi là chết ngắt liền. Ủa, thanh niên kia sao chết nhảm quá vậy? Cái quả bóng bay rất là chậm luôn mà vẫn đánh không kịp. Bây giờ là solo 1-1 nè. Ai sẽ là người giành? Chưa kịp nói xong nữa nè mà thanh niên nó chết rồi. Trận này sao thấy đơn giản quá vậy? Mình đã thắng một trận đầu tiên rồi anh em. Nghe dễ quá ha. Chắc là do thanh niên nó cũng không có tới nỗi là ghê lắm. Mình thấy có nhiều server họ chơi, họ đánh qua đánh lại rất là ghê nha nè. Cái quả bóng nó bay mà không kịp nhìn luôn á. Ok, tiếp tục nha. Mình mới đổi sang cái búa gỗ nè. Nói chung game này thì mình không có nhiều vũ khí xịn lắm. Nhập có nó cũng có vài cái kim đẹp đẹp á, nhưng mà mình không thích xài nữa mà. Xài mấy cái này nhìn bự bựa hơn. Gì sao mấy anh đi chết ngắt hết trơn vậy? Nói chung là server này kiểu như không có nhiều người ghê lắm. Toàn mới chơi không à. Win 9 lần, 5 lần, 4 lần, 3 lần đồ các kiểu. Nhưng mà vẫn hơn mình có 1 lần nè. Không sao anh em ạ. Trong tập này nha, mình quyết tâm là phải win khoảng tầm 5 lần thì mới ngưng clip. Anh em thấy hợp lý không? Không biết là có nổi hay không nữa. Chắc được á, tại server này cũng không có nhiều người ghê lắm. Server này toàn mấy bạn Việt Nam thôi sao á. Mình thấy gửi kết bạn quá trời đất nè. Trời, bay lên đánh xuống nữa chứ. Đó là cái tuyệt chiêu á nha anh em. Mình thấy có rất là nhiều bạn mua cái chiêu bay lên đánh xuống. Mà theo mình thấy nha, thường mấy cái người nào mà sử dụng không quen cái chiêu á, bay lên có quả bóng nó nhanh quá, đánh không kịp chết ngắt luôn. Làm gì, mình đâu có dễ ăn anh em. Ở đây còn khoảng tầm 3-4 người. Mình thấy cái khả năng win trận thứ hai rất rất là cao rồi đó. Nếu mà tính ra server này dễ chơi nha. Mấy bạn này không có ghê, thiệt luôn. Thường mình vô chúng mấy cái server mà người ta win 1000 mấy lần đó anh em. Trời ơi, một đống người như thế, họ đánh rất là nhanh luôn. Còn này nó thấy dễ không? Win 2 trận, tôi chả mấy chốc mình win 5 trận giờ. Lần này á, là đổi cái map khác rồi, nhìn khá là âm u. Có người hy sinh rồi kìa anh em. Mình thấy cái quả bóng vừa mới vào nó bay chậm lắm mà ta. Sao nhiều bạn chết thế? Đó, bay màu nữa. Để mình chạy ra ngoài chiến nha. Chứ đứng yên chỗ chờ cái quả bóng nó bay tới chán quá à.
Đó, mình chạy lại gần gần mấy thanh niên đó, khả năng cái quả bóng nó bay lại mình rất rất là cao. Đấy, hồi nãy giờ mới đánh được cái anh em. Cái chiêu mà bay lên đánh quả bóng xuống á là những cái trường hợp người chơi họ không để ý nó họ mới chết thôi. Nè, như mình thấy là mình đánh lại phát một. Định làm gì? Trời, mém tí là mình bị cái quả bóng của anh niên kia tiêu diệt. May là phản ứng kịp anh em ạ. Hoàn thành nhiệm vụ luôn chứ. Được 451 tiền rồi nè. Để dành tí đi, mình thấy có cái chiêu mà khi sử dụng nha, nó sẽ tạo ra một cái khối đất đưa mình bay lên trên trời á. Để mua cái chiêu xài thử coi. Trên sân chỉ còn có hai người thôi anh em ơi. Cơ hội ăn cái trận win thứ ba đây rồi. Phải thật bình tĩnh nha anh em. Ủa? Đâu ra còn thanh niên đứng ngoài kia nữa vậy? Vậy là bây giờ mới còn hai người nè. Thiệt tình chứ. Ê, họ sẽ chiêu. Trời ơi, công nhận mình ghét cái chiêu đó ghê luôn anh em ạ. Cái chiêu mà đang đánh nha, cái nó giữ lại cái trái bóng á. Tiếp tục vào trận. Đây là cái map sa mạc. Map này thì nó không có vướng víu nhiều lắm, cũng dễ chơi. Có thanh niên nào xài chiêu nữa vậy? Mình thấy rất là khó chịu là cái chiêu đó luôn á. Mấy trận hồi nãy cũng chết do cái chiêu đó. Trời, rất là nhiều người chơi đã nằm xuống nha anh em. Chỉ vài phút nữa thôi trên sân sẽ còn lại một hai người. Anh em thấy cái bạn mà tròn tròn không? Cái bạn mà như trái dừa là ăn 142 trận win á. Rất là ghê luôn. Mình nghĩ bạn đó sẽ là cái người chơi sống sót cuối cùng. Thường là như thế. Tại win 142 lần là cũng chơi nhiều dữ lắm rồi đó. Không ít đâu. Trong server này khá là nhiều người chơi sử dụng cái chiêu trọng lực cho anh em. Cái quả bóng đang bay cái nó ngưng lại á. Định làm gì? Bay màu ngay. Đứng cái chỗ nào chống chảy tí nha anh em. Ê, hình như thanh niên 142 trận win chết ngắt rồi kìa. Rồi ok. Vậy là khả năng mình thắng trong trận này rất là cao nha. Người chơi rất là mạnh đã chết ngắt. Đấy, chỉ còn lại có hai người thôi. Mình phải win trận thứ ba. Quả bóng bắt đầu nhanh rồi đó nè ạ. Trời, no. Hên quá anh em ạ. Cứ tính là mình ngẫm không chứ sợ nhắc không kịp. Ok. Trận kế tiếp. Anh em thấy gì chưa? Mình mới mua một cái chiêu thức nè. 450 tiền. Khi mà sử dụng thì nó sẽ tạo ra một cái khối đất đưa mình lên trên trời như thế này. Bá đạo chưa? Bậc đế vương là phải đứng trên đầu thiên hạ. Mình thấy chiêu này khá là thú vị nên là mua chơi. Ban đầu mình định để là mua cái chiêu tàn hình đó anh em. Chiêu đó cũng khá là ngon. Nó sẽ giúp anh em tàn hình và trốn được một thời gian. Nhưng mà chơi game này mà trốn trốn thì đâu có gì vui anh em. Mình phải xuất hiện ra ngoài mình đánh chứ. Đấy. Đứng trên cao nhìn xuống á thì nó dễ quan sát. Cái quả bóng nó có bay tới thì mình cũng kịp để phản ứng anh em ạ. Nhưng mà cái thời gian tồn tại của cái khối đất này nó cũng không có lâu lắm. Chắc được khoảng tầm 30 giây. Nhưng mà không sao, đổi lại thì mình thấy chiêu này nó hồi cũng nhanh. Tí là xài được. Ui, đâu ra có mấy thanh niên sau lưng mà vậy? Đi ra cái chỗ nào trống trống tí nè mà. Đứng không để ý mấy thanh niên sau lưng, hồi cái quả bóng nó bay tới chết hồi nào không hay á. Định làm gì? Còn lại ba người chơi trên sân. Cái chi quy của mình đã hồi nè. Sử dụng ngay và luôn chứ chờ đợi gì nữa. Đấy, anh thấy không? Cái quả bóng nó bay lên á thì nó cũng mất một số thời gian. Mình nhìn là mình thấy cái mình phản ứng kịp liền.
Ê! Đang khen khen cái tuyệt chiêu anh em ạ. Cái khúc mà nó rớt xuống á, mình không có nhấn được. Đây là cái tội làm màu làm mè nè anh em ạ. Xài chiêu vô cố vô rồi chết. Mình mới thay đổi một cái cây vũ khí hết sức là ngầu lòi luôn. Đó chính là cái cây hút hầm cầu. Anh em nhìn nhân vật mình nó đeo nè. Hài không? Game này có nhiều loại vũ khí bựa lắm. Mình muốn quay trúng Bicento hay là mấy cái vũ khí ngầu ngầu mà nó không trúng. Mà nó còn trúng mấy cái này không à. Vậy nó mới cay. Bây giờ có mấy thanh niên ghê ghê vào rồi kìa. Win 39 lần, 65 lần, 120 lần. Sao chơi cho lại đi ta. Tập ngày hôm nay nói là phải đủ 5 trận win mình mới ngưng clip. Hơi to nha. Muốn mà đủ được 5 trận win là mình phải bước qua sát mấy thanh niên đó. Thôi, nói chung cứ bình tĩnh, tự tin và tỏ sáng thôi anh em ơi. Tới đâu hay tới đó. Còn lại 4 người nè. Ê, đâu ra có thanh niên sau lưng mình nữa vậy? Cứ tính 5 người chứ. Ờ, còn nhiều lắm nha anh em. Có mấy người họ đứng trên nóc nhà, đứng trên cái cổng nữa kìa. Wow. Anh em thấy cái chiêu của mình chưa? Tạo ra một cái khối đất màu hồng luôn. Chiêu này xài vui vui thôi, chứ cũng không nên lạm dụng quá. Có mấy đợt mình bị chết khi mà xài chiêu. Đó, anh em thấy anh niên kia chưa? Hình như là xài chiêu tàn hình á. Tàn hình được một thời gian, cái quả bóng nó sẽ không có dí tới. Nó xuất hiện rồi kìa. Thêm một người mộ xanh cỏ nữa. Cẩn thận nha. Hình như là hết rồi phải không? Còn có một người chơi nè. Wow, thanh niên này ghê á. Gần quá nhấn không kịp anh em ạ. Bay màu luôn. Lần này thì chơi ở cái map có mấy cái cột đá. Nhiều người họ đứng trên cột đá nè, thấy chưa? Chắc là mình cũng đợi cái chiêu cho nó hồi á. Rồi mình tạo ra một cái cục đất mình lên chơi mình đứng luôn anh em ạ. Mấy thanh niên hồn nhiên rồi chứ đứng nhảy 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 rồi các kiểu. Đó sẽ chiêu kìa. Anh em cái thấy cái quả bóng mà tự nhiên đang bay cái đứng yên á là do người khác họ xài chiêu. Ờ, à, hồi mình đứng ở chỗ này á mình xài cái chiêu quy anh em ạ. Cái đưa mình lên trên trời luôn. Trời, hợp lý. Để coi như thế nào. Đứng trên cao như thế này á, thì nó sẽ dễ quan sát. Sao cái quả bóng nó bay tới mình liên tục vậy? Ở đây còn cũng 4-5 người mà nó bay tới mình hoài luôn kìa anh em. Đứng trên cao bị để ý hay sao á? Chơi luôn nè. Cứ bình tĩnh nhấn thôi. Làm gì nhau? Ê, xài chiêu, xài chiêu. Hên quá nó không bay tới mình. Bay tới mình là chết á. Anh em thấy chưa? Mình đứng ở trên trời chơi luôn. Vậy nó mới đỉnh. Chỉ sợ là cái cột đất này nó biến mất á. Nó tụt mình xuống mình nhấn không được thôi. Ờ, hên quá vẫn nhấn được nha. Anh em nhìn cái quả bóng bây giờ nó bay kìa. Nhanh không? Lại xài chiêu. Nó ở xa mình nhấn vẫn được, chứ cái quả bóng mà đứng gần với mình khó nhấn. Còn lại hai người. Thanh niên đó là win 144 trận nha. Người ghê nhất cái server này. Ủa? Mình mới vừa giới thiệu cho cố vô. Xong bạn nó chết ngắt. Chắc là nhấn không kịp hay sao á. Hoặc là lát. Cái game này chơi nếu mà lát cũng khó chịu lắm á. Chẳng hạn như là pin cao anh em nhấn nó bị chậm á. Là to ngay. Win được 4 trận rồi nha. Bây giờ thêm một trận nữa là mình có thể ngưng clip. Lần này thì chơi ở cái map sa mạc. Nói thiệt với anh em á là mình chỉ sợ cái bạn mà 144 trận win thôi. Bạn đó mà bay màu sớm thì khả năng trận này mình win rất rất là cao. Anh em nhìn nè. Đứng ở phía trên nhìn xuống.
do mình tạo được cái cột đất màu xanh nè là đứng ngay cái chỗ chính giữa nha anh em. Nè, cái chỗ chính giữa có cái chấm màu xanh á. Mình đứng ngay chỗ đó mình tạo cái cột đất là nó cũng có cái màu như vậy luôn. Theo mình thấy là một số người chơi đang bay màu dần rồi đó. Chết liên tục. Ồ, mà đứng cái chỗ chính giữa này nguy hiểm nha anh em. Cỡ cái quả bóng mà nó xuất hiện ở chỗ này mà nó màu đỏ cái này mình chạy không kịp. Phải đứng xa xa ra anh tí. Còn lại khoảng tầm 7-8 người thôi. Đang bay màu dần rồi đó. Trời, có thanh niên kia xài cái chiêu lướt lướt cái quả bóng dí sau lưng mà không chết. Hay thiệt. Ở đây nào. Thấy mình cầm cái đồ hút hàm cầu vậy thôi chứ lợi hại lắm. Đó đang nhanh dần nè nè. Bay màu liền. Nhanh quá, nhiều người họ kiểu như nhấn không kịp anh em. Thậm chí mình đôi khi thấy còn nhấn không kịp mà. Rồi khu vực này bây giờ trống trải rồi đó. Chỉ còn lại khoảng tầm 3-4 người chơi. Ờ 5 người. Do là có mấy anh đi đứng ngoài mình không thấy nè mà. Ủa sao nó không bay lại chỗ của mình ta. Nhưng mà phải cảnh giác nha. Hai thanh niên nó đang đánh qua đánh lại một hồi họ chuyển hướng nó bay qua mình á. Anh em thấy chưa? Không để ý là bay màu liền. Còn 3 người thôi. Mình chỉ sợ cái thanh niên mà win 144 lần đó nha bạn. Chứ còn thanh niên kia không lo. Phải tập trung hết sức có thể. Anh thấy chưa? Bay màu liền. Kiểu như là thiếu tập trung anh em. Quả bóng bay tới là phản ứng không kịp. Thanh niên nó đang áp sát mình kìa. Làm gì? Ê xài chiêu xài chiêu. Đánh lại liền chứ. Anh thấy ghê chưa? Cái chiêu nâng cái mặt đất lên lâu lâu cũng có lợi. Mình nâng lên á thì cái đường đi của cái quả bóng nó thay đổi á, anh em đánh không kịp. Thắng ngay. Vậy là đã hoàn thành 5 trận thắng nha. Cuối cùng cũng đã ngưng clip được. Hồi nãy giờ clip dài dữ lắm rồi đó. Tới đây cũng được rồi. Lần sau chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại. Nếu có cái gì hay ho hơn thì mình sẽ chơi tiếp cho anh em xem. Còn bây giờ thì bye anh em.